Rồi em Hoàng mến chào cô chú quý anh chị luôn nha. Sáng nay là thứ bảy, bên Hyundai Long An em có chương trình tổ chức lái thử tại quán cà phê Suna. Giờ công tác chuẩn bị bên em đã sẵn sàng hết rồi, thì em Hoàng kính mời cô chú anh chị ở khu vực lân cận gần đây mình tới, mình cuối tuần á mình uống cà phê, mình nhâm nhi rồi mình lái xe mình trải nghiệm. Đồng thời bên em hôm nay có ra mắt, giới thiệu cho cô chú anh chị ha, chiếc Santa Fe bản xăng điện hybrid đó nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị lại đây với em cùng theo em. Đây là Tucson, đây là Elantra, xe lái thử bên em. Còn nhân vật chính trong buổi lái thử hôm nay là em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị, đây là chiếc Santa Fe hybrid là xăng điện nha cô chú anh chị. Đây mời cô chú anh chị nhìn sơ qua, nhìn qua nha. Dạ rồi, đây là chiếc Santa Fe. Em Hoàng quay giới thiệu sơ qua để cho cô chú anh chị biết được cái thông tin về chiếc xe Santa Fe xăng điện. Xăng điện đây nha cô chú anh chị, hybrid. Đây, rồi hiện tại ở chiếc này thì đang công bố cái giá là 1.450.000 nha cô chú anh chị. Thì ở đây cái xe mình ở bên ngoài đó thì nó giống hoàn toàn với chiếc Santa Fe máy dầu bản cao cấp nha. Nó giống hoàn toàn ở như chiếc máy dầu cao cấp, tại vì nó có 7 cái chế độ lái nha cô chú anh chị ha, 7 chế độ lái. Rồi thay vào đó nó có cái thêm một cái phần cái bình điện. Cái bình ở đây nó nằm ở vị trí này, mình có thể lấy móng tay hoặc lấy gì cái chìa khóa gì á mình khởi đây ha. Cái bình đây nha cô chú anh chị, ở phía sau cốp. Rồi tiếp theo em Hoàng giật cái phần phía trước động cơ để cho cô chú anh chị xem qua ha. Cô chú anh chị ở gần đây thì mình tới mình xem xe trực tiếp với bên em luôn nha. Đây. Rồi thì qua buổi lái thử này thì nếu như cô chú anh chị nào có xem video của em Hoàng á thì quan tâm đến dòng xe Hyundai bên em á, thì cô chú anh chị vui lòng liên hệ em Hoàng nha. Rồi có gì ủng hộ giúp em Hoàng với đó. Thì hiện tại bên em hỗ trợ cho mình qua ngân hàng á cô chú chị. Hiện tại vào mua xe cực kỳ đơn giản luôn, cực kỳ đơn giản luôn nha. Bên em sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị ha, là mình vay mình ngân hàng 90% giá trị xe nha. Rồi tùy theo lịch sử tín dụng của cô chú anh chị ha, mà em Hoàng hỗ trợ cho mình 90% giá trị xe, hoặc là 85%, hoặc là 80% nha, tùy vào lịch sử tín dụng. Nói chung là cô chú anh chị chỉ cần nhấc máy gọi trực tiếp với em Hoàng qua số điện thoại 0902 873 101, là em Hoàng hỗ trợ cho cô chú anh chị ha. Rồi cứ nhấc máy lên gọi cho em Hoàng là em Hoàng sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị tốt nhất có thể nha. Khoái khoái, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Khoái khoái.